Sở đồ gỗ Thái Âu Phạm Gia xin giới thiệu đến anh chị em đang xem video của xưởng một chiếc kệ tivi hoa hồng được làm từ chất liệu gỗ hương đá hàng đục tay. Như trên màn hình quý vị đang thấy đây là mẫu kệ phẳng ở trên, không làm lồi và không làm lõm ở giữa để phẳng trên bề mặt thì nó rất là tiện lợi trong quá trình kê các loại tivi cỡ lớn, nó không bị giới hạn kích thước để anh chị em phải tham khảo. Cái mẫu kệ tivi này thì hàng tiêu dùng cao cấp, được bên đồ gỗ Phạm Gia là đục thủ công nhá. Đục thủ công bằng tay, 100% là đục thủ công bằng tay hết đấy nhá. Anh chị em có thể tham khảo. Đây. Toàn bộ dàn cánh vách này bên em là đục thủ công bằng tay hết. Các chi tiết đục chạm tinh xảo luôn. Đấy, để anh chị em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc kệ hoa hồng hàng cao cấp đục tay nó sẽ như nào so với cả cái hàng chợ, hàng tự do. Đây, cái phần khung cánh thì bên em làm là dày là 4 phân. Khung cánh dày 4 phân, ván cánh này dày là 3 phân. Ván cánh dày 3 phân nhé. Toàn bộ ván cánh này em dày 3 phân đục thủ công này. Kênh bông ok đấy. Rất là cẩn thận và chắc chắn. Và các cái vách này, vách cạnh này em cũng xẻ dày 3 phân hết. Đục thủ công. Và các cánh ở giữa thì sao? Cánh ở giữa thì bên em cũng đục rất là tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đây, các cái xoáy này để anh chị em ngoài tham khảo. Cái mẫu kệ này là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đối với cái hàng long khung. Ván toàn bộ là ván liền hết, chọn gỗ lựa vân hết. Đó, để anh chị em cùng chiêm ngưỡng. Hàng không chấp ghép. Và đặc biệt là cái ván mặt. Ván mặt này thì khác so với hàng chợ rất là nhiều. Ván này em dày 1,5 cm. Nó dày dặn hơn rất nhiều, dày dặn chắc chắn hơn. Đó, anh chị em có thể thấy cái vân gỗ trên mặt này, bên em là lọc lựa, chọn gỗ lựa vân, kể cả ván hồi này nhá. Đây, cái ván hồi này thì bên em cũng làm ván dày 1,5 cm, nó khác với cả cái ván hàng thường. Các hàng thường quý vị có thể kiểm tra trên thị trường, cái ván chỉ dày 8 ly thôi, 8 mm. Đấy, anh chị em lưu ý là chỉ có 8 mm thôi. Còn đối với cái hàng tiêu dùng như này thì là ván đều chọn lọc là ván dày 1,5 cm. Và khung tranh, khung tranh bao quanh thì dày là 4 cm, khung tranh dày 4 phân, rất dày. Đó, quý vị tham khảo. Và hiện tại thì ở trong kho công ty Phạm Gia có rất nhiều mẫu kệ như này. Đây, đây là trong kho của bên của Phạm Gia có rất nhiều mẫu kệ tivi hàng đục tay như vậy. Nếu anh chị em nào yêu thích những cái sản phẩm hàng đục tay cao cấp thì có thể đến trực tiếp xưởng sản xuất của công ty đồ gỗ nội thất Phạm Gia để tham khảo chiêm ngưỡng các cái mẫu kệ hàng đục tay cho công ty sản xuất. Và ngoài kệ tivi được làm từ gỗ hương đá ra thì bên em có cả bàn ghế rồng địch làm từ gỗ hương đá này, bàn ghế quốc đào này, bàn ghế hoàng gia này, bàn ghế Âu Á này, và rất nhiều sản phẩm được làm từ loại gỗ quý, gỗ hương, kể cả giường. Đây là giường gỗ tự nhiên nhé, toàn bộ là giường gỗ tự nhiên hết. Và bàn ghế hoàng gia thì rất là nhiều. Và quý vị nào quan tâm thì có thể đến trực tiếp cơ sở để tham khảo tại địa chỉ là làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và một cơ sở nữa, địa chỉ nữa là Đại Vĩ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đây, quý vị có thể thấy ở phía xa kia. Đấy, biển bên em lại rất là nhiều nhé. Và bên em đang kê rất nhiều bàn ghế hoàng gia để quý vị tham khảo.